Xin chào các bạn. Ở đây mình đang hướng dẫn một khách hàng cài đặt driver của máy Intel XP30B. Khách vừa mua máy in xong, mua qua online từ xa. Đấy, sau đó các bạn khi mà nhận được máy chỉ cần gửi cho mình cài đặt cho mình cái phần mềm TeamViewer. Đây, phần mềm như này gọi là TeamViewer. Đấy, khách hàng sẽ chụp màn hình gửi ID với password cho mình, sau đó mình sẽ vào. Đấy, đây là máy tính của khách hàng này. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang thiết bị siêu thị.biz, sau đó kích vào mục download. Rồi chọn đến mục download driver của XP30B. Đấy, các bạn bấm vào cái link này. Ở đây tải về nhá. Đấy, bấm vân vào vẫn tải xuống này. Tải cả bartender nữa. Để in được thì cần phải tải phần mềm bartender. Thì vì ở đây là khách không sử dụng phần mềm bán hàng thì sẽ in qua phần mềm bartender. Còn trong trường hợp các khách hàng có sử dụng phần mềm bán hàng thì chỉ cần cài driver thôi, sau đó sẽ vào phần mềm và in tem luôn. Còn ở đây không sử dụng phần mềm bán hàng, bên mình sẽ hướng dẫn cài cái phần mềm bartender. In tương đối là đơn giản và dễ. Đây các bạn nhớ vào cái đường link này. Đấy, kéo xuống bên dưới nó có cái mục đó là XP30B. Mở đường link đó ra. Đấy, ở đây mình có để đường link bartender 10 này, driver của XP30B này. Chúng ta tải về. Đấy, ở đây các bạn nhìn thấy XP30B đã tải xong này. Kích vào đây chọn hiển thị trong thư mục. Có thể dài nén ra. Lát nữa chúng ta có thể copy vào ổ dữ liệu của máy tính để sau này trường hợp mà cài lại Win thì chỉ cần vào cái thư mục mà đã copy lưu trữ cái driver này thì chúng ta sẽ cài đặt. Nhấn nút này. Bấm vào Next. Tiếp. Đấy, nó nhấp nháy ở máy bên dưới, các bạn kích vào nó. Sau đó bấm Next. Trường hợp nếu mà các bạn có lắp luôn máy in và lắp cổng USB thì nó sẽ hiện ra luôn cái cổng. Còn ở đây là do khách hàng chưa lắp vào thì ở đây mình sẽ chọn là AZ này. Sau đó tí nữa cắm máy vào chúng ta sẽ chọn cổng sau. Bấm Next này. Chọn 350B này. Sau đó bấm Next tiếp. Rồi bấm Finish Next. Next tiếp. Sau đó chọn Finish. Bấm Close. Như vậy là đã cài đặt xong driver của máy in. Bây giờ sẽ đến bước đó là cài đặt phần mềm in tem. Đây đã tải xong. Các bạn cũng mở thư mục ra. Chúng ta cũng giải nén cái thư mục này. Sau đó chúng ta sẽ cài. Đó, bấm vào bartender này. Nhấy nút bên trong. Sau đó chúng ta sẽ chạy cái file này. BT100 này. Bấm OK. Việc cài đặt này nó còn phụ thuộc vào máy tính. Ví dụ máy tính mà cấu hình nhanh thì nó cũng sẽ tương đối là cài nó cũng sẽ rất là nhanh. Đấy, lúc này là chúng ta đợi một chút. Đấy các bạn, đây mình thoát cái TeamView này xuống nhá. Đây hoàn toàn là máy tính của mình này. Đấy, còn bên này là máy tính của khách hàng. Đấy, như vậy thì đối với các khách hàng ở xa, các bạn yên tâm rằng cài đặt cái driver, cài đặt về in tem tương đối là đơn giản. Cách lắp máy cũng chỉ đến 5 phút là xong. Và bên mình đều có video rất rõ ràng. Khách hàng xem video có thể tự lắp máy in, lắp giấy được. Đấy, và cái video này thì các bạn cũng có thể làm theo và có thể tự cài. Còn nếu không thì cứ gửi TeamView, bên mình sẽ cài đặt. Cài đặt và hướng dẫn ban đầu in tem thì sau đó các bạn cứ thế in thôi. Cực kỳ đơn giản. Chỉ cần có một chiếc máy tính là có thể in tem dán lên sản phẩm rồi. Máy XP35B này thì dùng cho rất nhiều mô hình khác nhau bởi nó cũng sử dụng được nhiều khổ giấy in tem khác nhau. Ví dụ ở đây là cách in thời trang thì hay sử dụng khổ 2 tem trên một hàng, kích thước là 3,5 x 2,2. Còn có các khổ tem to hơn, ví dụ như là 4 x 3, 5 x 3, 6 x 4. Rất nhiều, có thể dùng cho các mô hình như mỹ phẩm, trà chanh, trà sữa hoặc là các shop mà cần in đơn hàng vận chuyển. Đó, các bạn bấm Next tiếp này. Bỏ cái tick run này đi.
Sau đó bấm Finish. Lúc này chúng ta cần chạy file crack, nếu không thì khi mà dùng một thời gian thì in xong nó hay bị lỗi phông. Đấy, các bạn bấm nháy nút vào cái file crack này. Đấy, bấm vào cái dòng ở giữa, khi nào nó hiện lên chữ OK là được. Còn trong trường hợp một số là khi mà giải nén xong thì cái file này nó bị biến mất, tại vì là do các bạn sử dụng cài đặt phần mềm virus thì các bạn tạm thời tắt đi. Tại vì phần mềm diệt virus nó sẽ hiểu nhầm cái file này là virus, nên là khi mà giải nén xong hoặc chạy lên thì nó sẽ xóa file luôn. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài xong này. Bây giờ mình sẽ chuyển một cái mẫu tem. Mẫu tem này mình có để trên link thì có thể tải từ link về hoặc các bạn tự tạo này. Ví dụ đây mình sẽ tạo cho khách hàng một cái thư mục, đó là phần mềm in tem. Đó, các bạn tạo một cái thư mục ở trong ổ D hoặc ổ E gì đấy. Ở đây mình sẽ chuyển cái mẫu tem này sang. Đó, bây giờ thì mình sẽ copy tất cả những cái này, cắt luôn vào thư mục cho khách hàng. Để sau này khách hàng có cài lại Win thì chỉ cần mở cái thư mục cũ này thôi, đỡ phải download. Đó, còn nếu không các bạn cứ vào website thiết bị siêu thị.bz, các bạn có thể tải về. Clipboard 357B. Đó, đây là file mẫu tem cũng để trong ổ thư mục này. Các bạn có thể send to ra desktop để cho nhanh, đỡ phải mở thư mục của máy tính. Vậy là xong, thì các bạn chỉ cần mở cái mẫu tem này lên thôi. Đấy, chúng ta gì thì sẽ mở cái phần mềm Bartender này lên. Đây là cái mẫu sẵn, mẫu mặc định như thế này. Còn chúng ta in gì có thể nhảy nút vào đây sửa lại theo ý mình, ví dụ điền tên shop gì đó chẳng hạn. Đó, mã vạch chúng ta cũng có thể điền lại này, nhảy nút vào đây, tự gõ theo ý mình này, ví dụ như là A0001 chẳng hạn, nó sẽ tự động mã hóa thành mã vạch. Tương tự như tên, tất cả những cái nội dung này chúng ta có thể soạn lại theo ý của chúng ta và có thể chọn lại phông chữ nhé. Đây là một phông chữ này, các bạn nhìn thấy này. Đó. Và có nhiều cái mục khác thì các bạn muốn thiết kế, các bạn có thể tự tùy chỉnh ở trên đây. Đấy, còn khi mà xong rồi các bạn bấm in nhé. Thì đầu tiên là các bạn bấm print này. Đấy, sau khi soạn xong các bạn bấm print. Chỗ này là mục điền số lượng, ví dụ in 4 cái thì các bạn bấm 4. Trước khi in nên các bạn nên xem trước khi in print view. Cái này nó sẽ ra thông báo lần đầu tiên, lần sau nó sẽ không ra vậy. Đấy, mình vừa in số lượng là 4 thì cái này là tem 2, tem chưa một hàng thì nó sẽ ra số lượng là 2 trang, tức là sẽ ra 2 hàng tem với 4 cái tem. Đấy. Ngoài ra cái này còn có kết nối với file sale, tức là đối với khách hàng in nhiều, muốn in nhiều mặt hàng khác nhau, nhiều số lượng khác nhau cùng một lúc thì bên mình có một cái video về hướng dẫn cách kết nối đến file Excel. Đấy. Như vậy các bạn thấy là cài đặt cực kỳ đơn giản, hoàn toàn khách ở xa có thể làm được, không cần về trực tiếp đến tận nơi. Cài đặt chắc cũng chỉ mất 5-10 phút là xong. Trừ trường hợp lâu hơn là có một số máy, ví dụ chưa bật Net Framework này, hoặc là máy chạy hơi chậm. Đấy. Sau khi xong thì bấm in nhé. Đấy, gõ số lượng cần in, bấm print là chạy ra máy in. Như vậy máy tính của bạn, các bạn chỉ cần có mạng, cài cái TeamViewer lên hoặc Ultra Viewer lên. Trong trường hợp nếu mà máy tính các bạn chưa có, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài, có thể gọi Zalo hình ảnh, mình sẽ hướng dẫn tỉ mỉ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.